không được. Để bên phải sang cánh trái. Có tiếng cú sút điểm đầu tiên các cầu thủ của Văn Hoa Lư. Một pha leo biên rất tốt của Văn Tuyến. Văn Tuyến còn công bố là thằng Hì Mồ bị thương vía. Duy Thành rất tốt, không được. Văn Hoa Lư rất tốt. Anh Dân, Hiếu Việt rất nhanh. Khá là tiếc nuối cho đội Trà Vinh mà họ đã có một cơ hội thực sự. Trung Hốc Đức Dung không được, một phút lời của có mặt rất kịp thời. Đình Bách đã làm sang bên phải rồi. Đại Cán, Đình Bách xem tương đối là không ổn định đối với các cầu thủ Phong Trào Hà Nội. Vậy được là Đình Bách đã nhưng chưa trụ. Văn Tuyến tiếp tục là một sự truyền cảm kịp thời và chính xác của Quang Anh. Đức Dung cầu thủ mới vào sân là Đức Dung và có một pha xuất hiện cực kỳ điểm mở tỷ số cho Trà Vinh Ma. Như chúng tôi đã nói, mặc dù Đức Dung không có tình hình bằng sân móm, tuy nhiên kỹ năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp cũng như là xoay chuyển của Đức Dung là tương đối là tốt rồi. Chẳng sao mà sẽ chơi hay hơn, công hiến hơn. Giải cát, ôi rồi, hơi chậm. Thì nhìn ra thằng tài Hải Tâm So là cắt. Người với bạn đó là Thủy Nguyên Ma. Vâng. Hôm nay khi vắng mặt của phạm lẻ thì Thủy Nguyên Ma thiết được vị trí tiền đạo của Văn Minh. Minh Bách, Anh Dân, cũng chưa dứt điểm. Hải Cán, không vào và cản phá rất tốt của thủ môn Phúc Lợi. Văn Tiến, Anh Dân, Đức Dũng và trưởng công tốt của Đức. Đây là tình huống đá phạt tương đối nguy hiểm của Trà Vinh Ma. Linh Bách, Khánh Hồng không được, bóng đi vào cột sau. Trà Vinh Ma tiếp tục cho thấy được lối chơi rồi. Bây giờ họ còn đủ thành công. Văn Tuyến rút ra. Có phần may mắn của các cầu thủ Tùng Văn Hoa Lư, nhưng mà phải nói rằng là quyết tâm của họ là khá cao. Và dứt điểm ở góc hẹp. Linh Bách không được. Một pha dứt điểm tương đối là nhạy cảm của Anh Dân.
khác. Rất tốt. Rất tốt của Văn Vũ. Người gì đây? Đức Dung. Một pha phối hợp tuyệt vời của Trà Lima được kết thúc bằng một cú dứt điểm cũng như cản phá của Đức Dung. Cầu thủ vào sân đầu hiệp 2 đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Trà Lima. Tiếp tục là Đức Dung.